Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng nay 31 tháng 3, tại tỉnh Phú Yên đã có trên 50 tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu gần bờ bị sóng đánh chìm, hư hỏng nặng. Trong đó thiệt hại nặng nhất là ở thành phố Tuy Hòa và huyện Tuy An. Chỉ riêng xã An Phú, thành phố Tuy Hòa có trên 30 tàu cá bị đánh chìm. Tại huyện Tuy An có ít nhất 20 tàu thuyền bị chìm và hai người mất tích. Mưa lớn cũng gây thiệt hại cho 2.600 bè nuôi thủy sản của người dân huyện Tuy An. Khu vực ghe thuyền của ngư dân bị đánh chìm là bãi ngang, không được che chắn. Ngư dân sau khi đánh bắt về thường xuyên neo đậu cách bờ từ 50 đến 100 mét. Hiện chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đang tích cực hỗ trợ ngư dân tìm kiếm ghe tàu bị sóng đánh trôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho ngư dân. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, gió lớn ập đánh quá nhanh nên địa phương và ngư dân không kịp trở tay, gây thiệt hại nặng nề cho bà con. Hiện huyện Tuy An đang huy động mọi lực lượng để hỗ trợ ngư dân hai ngư dân mà mất tích thì đã được đưa vào bờ rồi, không có trường hợp mà mất tích nữa. Hiện giờ đang chỉ đạo các lực lượng sự công an biên phòng hỗ trợ cho bà con và kéo các cái chiếc ghe mà đang tấp vào bờ tiếp tục hỗ trợ cho bà con khắc phục.